Xin thân chào hết thảy các anh em yêu cờ. Trong video này, em sẽ giới thiệu với các bạn hai trận đấu mới nhất trên đấu trường Thiên Thiên đường Kỳ, một của Hướng Ngân Xuyên và một của Top 3 Thiên Thiên Tường Kỳ hôm nay. Trong trận này, Trịnh Gia Ân cầm quân đỏ đi tiên và Hướng Ngân Xuyên cầm quân đen đi hậu. Trận này thỉnh thoảng ép bình luận vô một chút cho vui nha các bạn. thế trận này bên đỏ gọi là pháo đầu đấm binh ba còn hướng ngân xuyên thì bên đen đã đấm binh một ăn xe lên Các bạn thấy nước đi mã của hướng ngân xuyên kỳ cục không? Nếu xe ăn vô mã ăn lên thì sao? Thật ra, để phân tích ở đây chút xíu để cho các bạn tập trung đồ có thể hiểu được chơi vui nha. Nếu trường hợp xe ăn qua mã thì xe pháo hai của đen sẽ bình qua bắt xe. Nếu xe chạy sẽ ăn tượng chiếu bí. Xe không chạy thì phải đưa con pháo vào. Thì lúc đó tốt ăn lên. Nếu xe có ăn tốt thì pháo cũng sẽ nổ tượng Rồi uh, xe đen mã Thì coi như là một nước bỏ trước đoạt sau rất là đẹp mắt Còn nếu như mã ăn lên thì sao Thì chúng ta xem uh, Trần Cờ Trịnh Gia Ân đã giải quyết theo hướng mã ăn lên Nhà tốt qua bắt đôi vậy là coi như hướng ngân xuyên đã tính là bỏ trước đoạt sau bây giờ lời được con tốt qua sông nữa đây là nước cờ rất cao của hướng ngân xuyên và đẹp trong cờ gọi là bỏ trước đoạt sau là những nước đi đẹp trong cờ đây là những đi mà tương đương với lại người mẫu đó đẹp tương đương người mẫu sì. một nước đẩy tốt bắt pháo, pháo chạy thì chết mã, mà mã ăn về thì xe qua đè bắt chết mã luôn. Một nước cờ vừa đẹp mà vừa hiệu quả như thế này thì cũng xứng đáng để lọt vào top 10 qua hậu phải không các bạn? Chứ, Chứ. Tớ ừ, ngân xuyên đi nước cờ đẹp quá chừng mới ăn được con pháo thôi mà đỏ làm dữ Đỏ làm ghê thiệt cái ta Liên tục seri ra đồ hồng của đỏ cũng ớn nha à. 师，<吃>将军。 Có phải hướng ngân xuyên nhảy xe qua bỏ tốt qua sông không các bạn? Chị hợp gì xảy ra nếu như đỏ ăn con tốt? Chị. 将军，将军，将军，将军，将军，将军。 chính đến đây có bài tượng thì pháo đen cũng sẽ nổ tượng chiếu tướng buộc phải ra thì xe chiếu lên sĩ là mất luôn tượng mất luôn sĩ tới đây thì Trịnh gia Ân đã buông cờ nhận thua Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai. Giữa Cao Tân Hội, top 3 thiên thiên thần kỳ, hôm nay 16 tháng 3 và Nghiêm Trục Lư. Trong trận này, Cao Tân Hội cầm quân đỏ đi tiên. Nghiêm Trục Lư cầm quân đen đi hậu. với thấy trận ra quân này thì đỏ giữ được một tốt bên kia sông mặc dù không có quân yểm trợ, để phương ngược lại thì lại bị vỡ tượng. Thế trận này đã đẩy cuộc diện trận đấu vào việc sâu sát rất là hấp dẫn. sau những nước đuổi bắt quân của bên đen, Cao Tân Hội top 3 thiên thiên định kỳ chẳng những chạy thoát được mà còn ép chết lại pháo của đối phương. Tới đây thì đen phải tìm cách chống đỡ được nước tốt năm của đỏ đâm xuống và xuất tướng và sát cục. Nếu như xe 3 của đen thối hai để chống nước đầy tốt thì pháo đỏ nổ mã rồi xuất tướng cũng sát cục. Cách tốt nhất chỉ bây giờ bay mã lên hai bên, hai phía thôi thì cũng sẽ mất mã và sát cục cũng sẽ sớm xảy đến thôi. Tính toán tới đây. Nghiêm Trục Lư thấy không còn đường nào để chống đỡ, đành buông cờ, nhận thua. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.